làm em xuyến xao, điều gì làm em rối ren khi ánh mắt ta chạm nhau. Em ngày mình gặp nhau cuối thu, ngày đầu đông đến khẽ chạm vào bờ vai, dòng tin nhắn chờ ngày tháng trôi hoài không thấy đâu, và anh nghĩ rằng để mất em kể từ đây. Ánh mắt ấy chưa bao giờ phai, tiếng nói ấy còn đây trong anh, trên môi em dịu dàng đầy nắng, bóng dáng ấy cho anh hàng mơ. Câu yêu thương trao nhau vội vã, còn vang đâu đây kỷ niệm trong ta. Trong cơn mơ anh mơ về em, ta trao nhau yêu thương.